Ohayou gozaimasu. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là một daily vlog nha mọi người. Trời, bây giờ ở ngoài trời đang mưa. Mọi người có nghe tiếng mưa không? Đây, để mình im lặng cho mọi người nghe nha. Đó, trời mưa đúng lớn luôn á. Trời thì âm u. Đây, để kéo cửa ra cho mấy bạn coi nha. Nhân một ngày mưa mình được nghỉ nên là mình sẽ quay vlog cho mọi người xem cuộc sống của mình á, nó cứ update dần dần mỗi ngày vậy đó mọi người. Mặc dù nó không có cao trào kịch tính nhưng mà mình hy vọng là những cái điều đơn giản hàng ngày như thế này thôi thì cũng sẽ giúp mấy bạn một phần nào đó thấy thư giãn khi mà xem vlog của mình. Rồi cùng xem là ngày hôm nay chúng ta có một vlog như thế nào nha. Bắt đầu video thôi. Sáng nay ngủ dậy thì có mỗi mình ở nhà thôi, không có chiếc báo thức mang tên Vinlu nên là ngủ hơi lố một tí xíu. Nhưng mà thức dậy là đi đánh răng rửa mặt liền để có tinh thần quay vlog, chứ nằm lăn qua lăn lại một hồi là bệnh lười nó trỗi dậy. Rồi bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái góc vệ sinh cá nhân này của tụi mình nha. Để khoe cho mọi người cái này hay lắm. Mình có mấy cái tuyết kem đánh răng mà xài sắp hết rồi đó mọi người. Đây, để vặn lên làm lại cho mọi người coi. Cái nào mà dạng tuyết như thế này, không riêng gì kem đánh răng ha, xài mà kiểu như là nó còn sót lại một ít ở đây nhưng mà lực tay của mình không đủ để mà bớt nó lên á, thì mình có thể nhét vào trong cái cục này, xong mình vặn nó xuống để úp tập đó, cứ vặn xuống như vậy cho đến cái đoạn mà này nè, thì cái này nó sẽ giúp mình đẩy cái những cái kem còn sót lại trong đây lên. Thấy hay không? Đây, cái cục bông thần thánh ấy, nhưng mà mấy bạn có coi những cái clip trước đây của mình khi mà mình dọn dẹp nhà thì sẽ biết cái cục bông này là mình mua ở Daiso. Mà nó hay ở chỗ là không cần dung dịch tẩy rửa gì hết, chỉ với một cục bông này thôi mà mình xả nước ra, mình lau chùi tới đâu là nó sạch tới đó. Nè mọi người có thấy cái vòi nước không? Nó đang bị lấm lem dơ nè. Đó. Ok la, mình đã dọn xong rồi, bây giờ sẽ quay cho mọi người xem nha. Nó bóng loáng luôn á, mấy bạn thấy không? Mọi người đã quen mắt với phòng ngủ của hai đứa mình từ hồi mà mình dọn qua nhà mới chưa ha? Mình thì lâu lâu xem lại video cũ vẫn nhớ những cái phòng mà mình đã từng ở á. Hết hồn luôn á, nghe mở cửa tôi ăn trộm không à. Sao về giờ này? Hết hồn mà cao mũi mới ra. Thì người ta phải đứng coi động tĩnh sao người ta mới dám ra chứ. Không dám thở hay gì? Ồ, nín thở luôn á. Lấy gì? Lấy đồ cái gì? Trời ơi, ông đừng nói ông về, ông lấy cái đó để bọc cho cái ba lô nha. Trời ơi, Vinh ơi, ông vẽ chuyện dữ à. Trời mưa nha mọi người, ngoài trời mưa. Tưởng sao, nghỉ giải lao được bao lâu? 20 phút chạy về nhà lấy cái đồ bao cho cái ba lô chứ. Ủa thì người ta nghỉ ngơi, thời gian người ta nghỉ ngơi đi. Thì không cần nghỉ. Không cần nghỉ, lo cho khỏe cái ba lô hơn hả? Đâu đâu đưa cái đồ bà bọc cái ba lô cho mọi người coi coi. Ủa cái đó là đồ chùm tóc mà. Nhưng mà này loại to, chùm ba lô. À đâu, đâu ông thử một chùm tóc coi, đó nữa tôi tắm tôi lấy tôi chùm tóc được à. Ừ đó. Rồi vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Rồi đi tiếp đi. Trời ơi. Trời đỡ mưa rồi, bây giờ mình sẽ đi chợ để mua đồ về nấu đồ ăn trưa. Ui da, mình mới chịu đá phải cái gì gì. Bây giờ sẽ dẫn mọi người đi siêu thị ngày mưa với Goku Egao nha. Mình đợi mưa ngớt rồi mới ra khỏi nhà đi siêu thị mà vừa bước ra cái là mưa to lên lại rồi. Ôi, mọi người có nghe mình nói chuyện không ta? Mình đang đeo mic á, nhưng mà không biết là nó có bắt nổi cái tiếng của mình không nữa. Mưa lớn quá trời luôn mọi người ơi. Bình thường á là Vinh sẽ tự đi siêu thị, tự đi chợ, chọn món này kia luôn. Mình là ngày nào cũng nhắn tin hỏi hôm nay ăn gì. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ làm cho chồng mình bất ngờ, mình sẽ làm chồng mình cảm động bằng việc là bất chấp mưa gió đi siêu thị. Thật ra việc này nó cũng không có lớn lao to tát gì lắm đâu. Người ta sẽ phải thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhoi, bình thường. Đây, mình đã tới cái chỗ mua đồ ăn gần nhà rồi nè. Mà vắng hoe luôn tại vì trời mưa, không có ai hết trơn. Trời ơi, mưa, người ta đậy chuối lại mà nó đọng nước luôn nè. Mấy cái trái cây người ta đậy ni lông lại á, coi nước mưa nó đọng lên nè. Đầu tiên là thịt, mình định làm ba rọi chiên xả ớt. Cục này thấy cũng đều nè,
kiểu như là cái thớ mỡ với cái thớ thịt của nó nhìn đều nè. Thôi mình sẽ lấy cục này với lại cái cục hồi nãy mình chốt rồi. Đây, hai cục này. Đây là Hankaku, là giảm nửa giá. Tại vì hạn của nó là đến ngày hôm nay rồi. Cái nho Kyoho này ngon lắm, hôm trước mình có mua một hộp. Nhưng mà hôm nay giá nó mắc hơn hôm bữa. Cho nên chỉ quay cho mọi người coi thôi chứ không. Bạn nào mà có coi video gần đây nhất của mình thì sẽ biết là mình đang uống chanh ấm mà buổi sáng cũng được một tháng hơn rồi á. Lúc nào mình cũng mua chanh ở đây hết nè. Cái lúc nào mình cũng đứng lựa coi trái nào bự. Đây, xếp hai trái này, trái chanh có vẻ to. Hôm trước Vinh mua trái dưa lưới về, hai đứa không kịp ăn, cái nó thúi ở trong, uổng ghê luôn. Trời, chuối bữa nay rẻ nè. Nhưng mà sao nhìn nó thâm hết rồi ha. Chuối có 95 yên à. Cái này được nè, zucchini. Rồi, mình sẽ mua hai trái này. Cái này nó là bí ngòi, ăn nó giống như bí đao vậy đó. Trái là 105 yên thì cỡ mười mấy 20 ngàn vậy đó. Vì nó đồng giá cho nên mình sẽ phải lựa cái trái nào mà nó to hơn những trái khác một chút. À quên, lấy một bình trà nữa, bình trà coi cha. Trà coi cha mình bán cho mọi người là dạng bột, nhưng mà nhà mình là luôn uống cái dạng chai 2 lít này. Onegaishimasu. Cho mọi người coi sương sương đi chợ một ngày của gia đình nhà mình. Úi trời, nắng lên rồi. Đi chợ cái quay ra trời nắng luôn rồi. Đây gần 2 cm. Coi chịu nổi cái thời tiết không? Mới vừa vô siêu thị mua xong quay ra trời nắng chang chang luôn. Ôi hồi nãy đúng mưa luôn mọi người thấy không? Như là hai mặt cuộc sống vậy đó. Mình đã đi siêu thị xong, mua một bình trà coi cha 2 lít với lại một túi đồ. Đây. Bây giờ sẽ đi bộ về. May quá, nắng lên rồi, hết mưa rồi. Không cần phải che ô nữa. Hồi trước khi mà sống một mình á, lúc nào đi siêu thị mình cũng chỉ cho phép bản thân mua đồ ăn dưới 1 sen thôi, khoảng 200 ngàn tiền Việt thôi. Nhưng mà từ khi có Vinh qua thì cái con số đó nó phải double lên, nó phải gấp đôi lên là 2 sen. Mình cũng phải cố gắng nhiều hơn trước, cái trách nhiệm nó cao hơn. Nhưng mà mình vẫn thấy hạnh phúc. Cuộc sống mà mọi người, đích đến của mỗi người đều là hạnh phúc thôi. Trong hoàn cảnh nào miễn là mình hạnh phúc là mình sẽ có động lực để cố gắng thôi ạ. À, bây giờ mình tới nhà rồi. Bây giờ phải đi hai tầng cầu thang lên nữa. Phải vậy mới thấy thương Vinh. Bình thường Vinh đi chợ hay đi siêu thị á là mua còn nhiều hơn như thế này nữa. Ôi trời, lên mới có một tầng mà thở cũng không nổi. Mở cửa rồi, vô nhà thôi. Ui chết, quên cái chai trà. Ok, mình đã về đến nhà, thay cái quần ra rồi. Trời, cái quần hồi nãy mặc đi nó ướt từ phần này trở xuống luôn rồi mọi người. Mưa nó lớn đi, nó tạt vô á. Phải chi mà mình đợi thêm chút xíu nữa thôi. Bây giờ nè, trời nắng, rực nắng luôn. Đó, đợi thêm chút nữa đi siêu thị là đâu có bị mắc mưa. Cái combo này nhìn nó không có lan quyên liên quan cho lắm, mọi người thông cảm nha. Giờ mình sẽ làm nước chanh ấm uống trước khi mà nấu ăn. Mình bắt nồi cơm lên rồi thì bây giờ chỉ cần làm đồ ăn với lại nấu canh đợi Vinh về nữa thôi. Vinh là lúc nào cũng mua cái bình nước 2 lít này nè, mà mua một thùng nha. Xong bây giờ nhà mình đang là 2 thùng. Thì khi mà nấu canh á là Vinh luôn nấu bằng cái nước này nè, cái nước bình 2 lít này nè, chứ không hề nấu bằng cái nước vòi. Cái nước vòi này hồi trước khi mà sống một mình thì mình cũng quen nấu bằng nước vòi rồi, tại vì mình nấu canh lên nước nó sôi thì tức là nước đó nó cũng chín rồi mọi người. Nhưng mà chồng mình thì quá kỹ đi, nấu canh cũng phải nấu bằng cái nước bình này. Thành ra là thôi, ăn chung với nhau mà mình phải cho chồng mình cảm giác là ăn cơm nó phải ngon, nó phải yên tâm. Vậy nên là mình sẽ nấu bằng cái nước bình này. Rồi sẵn đây mình lấy cái nước này để mà làm nước chanh cho mình luôn. Cái nhà đối diện mình có trẻ con á. Trời ơi, mấy đứa con nít nó quậy nha. Mặc dù mình là người rất là thích trẻ con luôn, nhưng mà nó quậy chịu không nổi luôn mọi người. Mình nghĩ sao sáng á, mình đang ngủ nha, cái thằng con ở bên nhà đối diện nè, nó mở cửa nhà nó ra, nó đứng nó bấm chuông nhà nó liên tục luôn. Cái chuông cửa mà nó nhấn liên tục vậy nè, cái mình nằm trong khi mình nghe, mình cứ tưởng đâu là giao hàng tới giao nhà mình, tại vì thấy chuông liên tục. Cái xong mình ra mà mình nói là ủa, bình thường chuông nhà mình nó reo lớn lắm mà bữa nay nó reo không có lớn bằng. Mở cửa ra thì mới biết nhỏ, ê, nó quậy chuông cửa nữa nè. Mới vừa nói luôn á, mới vừa nói thất thì luôn, nó đứng nó bấm chuông vậy đó. Coi chịu nổi đời không. Chua lắm á. Không xong rồi mọi người ơi.
Hồi nãy thì tính là đợi Vinh gần gần về hả, bắt đầu nấu thì đồ ăn nó sẽ không có bị nguội, nhưng mà bây giờ là không có kịp rồi đây nè. Giờ này là Vinh đang trên đường về rồi mà mình chỉ mới tới bước cắt thịt thôi. Lâu quá mới nấu ăn, không biết có bị lục nghề không nữa. Trong lúc cho thịt nó thấm nước mắm thì mình sẽ cắt sả với tỏi. 12 giờ 35 rồi sao Vinh chưa về ha? Giờ này bình thường là chồng mình đã về tới rồi đó. Trời ơi, nó cũng không thể nhuyễn được nha. Cái này lỗi tại dao chứ không phải tại mình. Còn cái này là để nấu canh. Này, hai trái bí ngầu với lại hộp thịt vẫn chưa đụng tới luôn. Nhưng mà thôi để xong món chính cái đã. Ui, hết hồn. Aloha. Sao? Bữa 11 tây tới giờ. Ủa, bữa nay mày ngày mấy rồi? 14. Không biết nữa, để xíu giờ hẹn lại coi. À đâu, cái này nó giao rồi nè, cái hộp đó đó. Đó đúng. Đem đồ chùm ba lô mà không thấy chùm gì hết trơn ta. Nhưng mà chưa nấu gì luôn. Ừ, quên bật quạt thông gió. Rồi. Chưa rửa luôn hả? Hả? Ừ, chưa rửa. Thịt này rửa chưa? Rửa rồi. Mọi người thấy không? Y chang luôn. Y chang luôn. Rửa rồi nào. Thiệt, mọi người làm chứng cho tôi là thịt này tôi rửa rồi. Chị vớt đó nha. Nhìn nó ngon không chồng? Ngon. Rất ngon. Còn nó ra nguyên một chảo với dầu mỡ luôn. Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra được bữa ăn là có thiệt nha mọi người. Đây là cái món mà mình đã phụ trách. Quá ngon, quá đỉnh. Mình bị cái là nấu ăn lâu thôi. Chứ mà ra món là cũng rất gì và này nọ nha. Còn đây là món của chồng mình. Trước khi ăn trưa thì mình làm nhiệm vụ uống canh phô. Cái lọ tròn ụ này là 206, còn cái lọ mà thon thon này là 201, nó giống số 10 không mọi người. 201 thì cái viên nó đậm hơn, có công dụng là giảm cân giảm mỡ. Trời, mấy này nói hoài không biết mọi người có chán. Đến bây giờ là 4 tháng mình uống liên tục canh bô 206 để cân bằng nội tiết với điều hòa kinh nguyệt. Trước đây mình chỉ uống mỗi canh bô 201 để giảm cân giảm mỡ thôi, chắc là mấy bạn có xem video thì sẽ biết. Thì cách đây 4 tháng tự nhiên cái mình bị trễ kinh liên tục. Ví dụ như là mình bị ngày 10 đi thì cứ qua tháng sau là nó qua 15, cái qua tháng sau nó qua 20. Nói chung là nó cứ bị trễ 5 đến 7 ngày như vậy á. Thì mình muốn uống cái gì đó để điều hòa kinh nguyệt lại thì mình đã uống canh bô 206 3 tháng liên tục gần đây, là mình luôn đến đúng ngày trên app. Mình xài cái app Flow, không biết mấy bạn nữ có xài cái app đó không? Nó sẽ dự đoán xem là tháng sau mình sẽ đến dâu ngày mấy á. Là từ khi mình uống một tháng đầu, sau một tháng đầu mình uống canh bô 206 là những tháng tiếp theo đó mình đến tháng đúng như ngày mà app dự đoán. Tức là cứ đúng ngày đó, đúng ngày đó, đúng ngày đó là nó đến. Trời ơi, kiểu mình không muốn tin mà mình cũng phải tin luôn. Cho nên bây giờ là mình uống song song hai cái, canh bô 201 với 206, với thêm một cái nữa là viên uống trắng da. Viên uống trắng da này thì mình có giới thiệu trước đây rồi. Trong đây nó có L-citin với vitamin C. Thì mọi người uống liên tục 3 tháng xong rồi ngưng 1 tháng rồi mới uống tiếp để tốt cho gan của mình. Với thêm nữa là lưu ý là có vitamin C nên mình sẽ uống vào ban ngày. Mời cả nhà ăn cơm với hai vợ chồng mình nha. À, biết cái trend đó không? Cái trend gì? Sao mà giới thiệu là hôm nay nhà mình có hai món. Ơi. Hôm nay nhà mình có hai món. Là một cái là món ba rọi chiên xá ớt. Ừ. Một cái là canh bí ngòi. Tôi đang tính làm mặt quạo quạo. Mà làm không được, hay không đóng vai mặt quạo đi để tôi vui vẻ cho. Rồi mời cả nhà ăn cơm với vợ chồng. Như vợ chồng mình nha. Mấy bạn đừng có soi mói chồng mình nha. Chồng mình bữa nay tại mệt thôi, chứ bình thường chồng mình ăn dữ lắm. Ui chết. Rớt bàn lụm vô. Bàn mình sạch mà. Nè. Sao là bạo thiệt đấy. Bạo thiệt à. Nấu dàn một bữa ăn thôi mà quá mệt luôn á. Bây giờ là 2 giờ 56 phút nha. Mọi người để ý coi á, là bao lâu thì Vinh sẽ rửa xong cái mớ chén dĩa nồi niêu xoong chảo hồi nãy mình đã bày ra. Để ra coi Vinh rửa chén xong chưa nha. Sắp xong chưa? Xong. Xong á? Rồi để quay vô coi đồng hồ. Bây giờ mình sẽ quay vô coi là Vinh rửa chén trong bao lâu nha mọi người. 3 giờ 14 thì kể như 3 giờ 15 đi, hồi nãy là 2 giờ 56, 20 phút rửa chén. À, để giới thiệu cho mọi người cái gian hàng của gia đình nhà mình nha. Cái này là Vinh sắp rồi mọi người thấy không? Thứ tự ngăn nắp, DHC kẽm hỗ trợ rất là tốt cho những bạn bị mụn. Đây, DHC Hatomugi trắng da,
đũa thần Inlia. Mấy bạn nào con gái thì chắc sẽ biết đũa thần là gì. Này mình cũng có một hộp đang để trong cái hộp tủ đầu giường kia. Mình cũng đang xài cái này để mà cân bằng độ pH với lại làm sạch cô bé. Mấy cái này là mình mua mới ở cửa hàng hết nên là đát rất là mới luôn. Đát là đến tháng 6 2026 nè. Rồi nước nhỏ mắt thì mình có Sante BC là dành cho những bạn hay ngồi laptop hoặc là hay xài điện thoại. Cái này cũng đát mới luôn á, tháng 6 năm 2025 nè. Nói chung mấy cái này mình mua mới ngoài cửa hàng nên là đát nó xa lắm. FX Nail là dành cho mấy bạn hay bị mỏi mắt, khô mắt. Để coi, đát là tháng 6 2025 luôn. Còn không á, thì bạn nào bị cận thì có thể xài FX V cộng này. Nó cũng là chống mỏi mắt, chống khô mắt nhưng mà sẽ tốt cho những bạn mà có bệnh về mắt thì giống như bị cận á. Cái này là tháng 5 2025. Còn cái này là dòng mặt nạ mới nè, để cho mọi người coi nha. Cái này á, người ta ghi ở trên đây là miếng đắp trong vòng 8 phút thì tốt bằng ngủ 8 tiếng. Thấy ghê không? Đó, nó có 4 dòng nha. Dòng này thì có retinol với lại sisa, đọc sao tôi đúng ta, kika. Tốt cho da lỗ chân lông to nè. Tekari là da bóng nhờn, da dầu nhờn nè. Rồi hadare là kiểu như da khô sần á. Đó thì mấy bạn nào mà bị mụn thì có thể dùng hai dòng này nha. Cái này cũng có chứa sisa nè, tốt cho da mụn nè. Còn cái này thì có chứa niacinamide dưỡng trắng da nè, cũng tốt cho da mụn với lại da bị khô sần luôn. Rồi cái này thì có chứa hoa anh đào với lại quả mơ, cũng làm đẹp da. Nói chung là cái dòng này là dòng mặt nạ mới á. Bộ xả gọi này là mình đang xài luôn. Đây, từ thảo mộc thiên nhiên, dầu gọi là từ 10 loại nha. Không chứa silicon này mọi người thấy không, non silicon. Từ ngày xài cái bộ này tóc mình nó giảm rụng hẳn luôn á. Và bên đây thì có sữa tắm Nivea. Hôm trước mình bán kem chống nắng phiên bản mà tặng kèm sữa tắm này nè, xong rồi khách toàn quay lại đòi mua sữa tắm, khen là cái mùi này nó thơm đỉnh dữ lắm. Mà mình nghĩ nó cũng đỉnh thiệt, tại vì là nó đạt giải 2, đứng xếp hạng số 2 trên bảng xếp hạng Cosme năm 2022 nè. Nếu mấy bạn yêu thương hai đứa mình thì có thể ủng hộ mình tại Egap Store. Nè, ai nói làm chủ là sướng đâu, phải đi xin từng cái thùng giấy một để về đóng hàng. Sao? Chồng đi bộ hả? Rồi, cho ông chủ cầm thùng đi bộ, tôi chạy xe đạp về. Đi bộ mà nhanh hơn mình nữa. Bây giờ tụi mình sẽ đi store của Lush để mà mua hàng. Tối nay thì hai đứa dạo quanh để đi gom hàng cho khách. Giờ đang là kỳ nghỉ lễ ô bông ở Nhật á, cho nên là ngoài đường rất là đông người luôn á. Đây là store Lush nè mọi người. Thì cái món mình cần mua nó nằm ở trên lầu. Chắc nhiều bạn sẽ biết Lush thì nổi tiếng với những cái thành phần tươi, cho nên hạn sử dụng của nó không được lâu lắm, lâu nhất chắc được 1 năm thôi. Nên lúc nào mua là mình cũng phải coi kỹ cái đó cho khách. À, cái này là kem đánh răng dạng thạch nè mọi người. Dạo gần đây khách của Egal Store khá là thích kem này. Đây, bây giờ sẽ mua mặt nạ matcha. Mặt nạ Phạm Băng Băng. Ai cũng kiểu này là mặt nạ Phạm Băng Băng chưng á. Nào, sake với matcha, cả hai loại này thì chị Phạm Băng Băng đều review, cho nên là nó hot hit từ đó luôn. Mấy bạn thấy mình xài miếng dán chống ngáy này cho Vinh, cái hỏi là có hiệu quả không? Thì đầu hôm là không có nghe Vinh ngáy luôn, giữa hôm thì có nghe nhưng mà cái tiếng nó cũng nhỏ hơn bình thường. Cái loại bản mỏng là dành cho môi nhỏ với môi mỏng nè. Rồi bản dày thì cho môi dày miệng rộng rồi đó. Ok, buổi đi mua hàng của tụi mình đã kết thúc. Bây giờ hai đứa sẽ đạp xe về nhà. Tại vì cái chỗ lấy hàng này nó cũng khá là gần nhà mình. Đi xe đạp khoảng 10 phút không ta? Đi xe đạp khoảng 10 phút không chồng? Khoảng 10 phút, gần 10 phút là sẽ về đến nhà. Hai chiếc chiến mã của hai đứa mình đậu kế một dàn ô tô. Từ từ mình sẽ nâng cấp lên sau nhiều lần đi mua hàng như thế này. Thì hai đứa mình không biết tới chừng nào sẽ nâng lên được cái chiếc đó. Qua đoạn cây cầu này là thấy sắp về tới nhà. Từ cây cầu này ngắm qua bên kia cái chỗ mà cái chớp sáng sáng á mọi người là Tokyo Skytree á. Thì bây giờ sẽ rẽ vào cái con đường nhỏ xíu xìu xiu cặp mé đường tàu điện. Ê, hình như sắp có tàu điện chạy qua, mình nghe tiếng đó. Đáng ra là hai đứa vô nhà nhưng mà chực nhớ lại là phải đi 7-Eleven để mà gửi hàng cho khách. Thì ở bên Nhật mình vẫn ship Kanbo cho mọi người nha. Cái tủ đựng sinh tố của 7-Eleven nó có 4 loại nha. Thì mình hay uống loại này, nó có chuối, dâu, khóm. Mình sẽ scan cái mã này vào trong cái máy. Rồi mới để cái ly sinh tố này vào trong cái máy này. Đó, nó như cái máy xay sinh tố của mình vậy ha.
Em quay trên đây cho mọi người dễ hình dung. Đó, trên đây là kiểu nó cho mình tưởng tượng coi là trong đó nó đang xây như thế nào ở trong. Đó, cái nó kêu cái tiếng báo cho mình biết là xong rồi. Tin tin. Đây là sự khác biệt to lớn trong bữa ăn chiều. Chồng thì ăn cơm, thịt, canh giống hồi trưa ha. Còn vợ thì một ly sinh tố. Cái đó là do vợ chọn. Ở đây không ép. Ở đây không ép quá, trời thương vợ. Mình đang trong chế độ tém tém cái miệng ăn lại. Với lại hồi trưa ăn vẫn còn hơi no, nên là bây giờ mình chỉ uống ly sinh tố này thôi. Ngày mai thì tụi mình sẽ đóng hàng gửi đi sân bay cho về Việt Nam. Bây giờ mình phải bày ra như gánh hàng sáng vậy nè để chụp hình hàng lại, khoe với mọi người cái bản phấn mắt mới của KenMac. Chưa nhà để mình lấy nét cái. Ting. Ok. Ôi ôi xinh xỉu luôn chưa? Cái này á nó mới ra hồi tháng 3 tháng 4 gì á, xong rồi cái nó hết hàng, cháy hàng khắp mọi mặt trận luôn, nó mới có lại gần đây thôi. Ta da. Hôm nay hai đứa mình ra khỏi nhà chung một lúc nè mọi người. Chết vô. Ê, giờ quên đem vô rồi. À, ủa rồi cái vô trong đâu? Ôi trời, ở đâu mà tiện có được hai cây cùng một lúc vậy? Bữa nay dự báo là trời sẽ mưa bão. Cơn bão số 7 đúng không ta? Không biết nữa. Cứ nghe loáng thoáng vậy thôi. Tại không đi làm nên không cập nhật được gì chứ. Ủa mà sao trời nắng nè? Có mưa gì đâu. Chưa hả? Gọi bye bye chồng nha. Bye bye. Hôm nay là một ngày đáng ra là ngày nghỉ của mình trong cái chuỗi 5 ngày nghỉ lễ á, nhưng mà vì lý do cá nhân với lại công việc mà mình để dồn 5 ngày lại thì nó cũng hơi mệt á, nên là mình sẽ đi làm, vẫn đang trong cái đà nghỉ, cho nên sáng nay thức dậy người nó cứ uể oải, xong than với chồng là vợ không có muốn đi làm, nhưng chồng mình nói là ráng lên đi làm bữa nay ngày mai nghỉ tiếp. Nếu mà hôm nay đi làm á thì ngày mốt mình đi làm mình sẽ không có thấy mệt, do là mình đã xử lý công việc trong ngày hôm nay rồi. Mình đã quyết định là sẽ để máy dài lại, nhưng mà không biết có để được không, tại mình phải vượt qua được cái giai đoạn mà cái máy nó lỡ cỡ này nè. Cái máy lỡ cỡ thì nhìn nó không có thẩm mỹ mọi người. Bây giờ mình vào 7-Eleven để mà mua đồ ăn sáng cả nhà. Góc quen thuộc trứng. Cái này là cái lòng đỏ nó sẽ như lòng đào á, còn cái này là lòng đỏ bình thường. Thì lòng đỏ, lòng đào nó sẽ mắc hơn nha mọi người, nên là mình sẽ ăn lòng đỏ bình thường. Chà coi cha, bé trứng cho một buổi sáng. Đây là bốn cái nút thần thánh. Nút này là bấm vào thì sẽ cho biết là mình đã vào làm. Trong túi đi làm của Ngọc có gì? Có nửa trái chanh cắt sẵn, à đâu hơn nửa trái. Cắt như thế này rồi công ty mình thì có bình nước ấm á, mình chỉ cần nấu lên rồi pha chanh ấm uống thôi. Ê công nhận cái màu móng tay của mình á, nó tiệp với cái màu trái chanh ghê. Thật là vàng tươi. Cho mọi người coi góc làm việc của người não cá vàng. Phải dán một cái nốt ghi là bấm giờ. Sự kin là vào làm, còn tay kin là đi về á. Cái này giống như chấm công ở Việt Nam vậy đó mà mình hay quên quá. Dự báo là mưa nhưng bây giờ 1 giờ rưỡi mình về nghỉ giải lao thì vẫn nắng chang chang. Nhà mình đang che ô là che nắng chứ không phải che mưa. Thôi mọi người coi cái ô. Bữa nay nắng và gió nha. Chưa để mình quật cái ô mình lấy đã. Tại cái tay này cầm máy quay rồi. Ở bên đây á, đi ngang ai đó mà nhường đường cho mình, người ta cũng sẽ gật đầu cảm ơn. Hồi nãy bác đó bác gật đầu cảm ơn mình. Về tới nhà rồi mà cũng không yên. Úi trời. Cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Cho xem tay. Rồi hôm nay mua cơm hộp luôn. Chồng mình không thèm nấu cơm luôn rồi. Chồng mình ăn cơm hộp chứ mình lon. Ăn hết trơn luôn rồi. Đây là phần ăn trưa của Ngọc ngày hôm nay. Ôi trời, cái trứng. Cho mọi người xem. Để mà gửi về thì anh chủ Egal Store phải đóng gói. Ui da. Đóng gói chống sốc, quấn tất cả hàng lại như thế này nè, để hàng về được nguyên vẹn. Làm cái này coi vậy chứ mất thời gian lắm đó mọi người. Kiểu như Vinh về là 12 giờ mấy trưa là nhào vô làm cái này, ăn nhanh xong rồi làm nhanh mới kịp để mà gửi chuyến hàng lúc chiều. Thì chiều sẽ có cái bác ở bên vận chuyển, bác ấy tới đây để mà gom hàng đi.
Rồi bye bye anh chủ, đi làm tiếp nha. Ok, đi rửa cẩn thận nha. Ok, bye. Có treo sẵn ngoài cửa nè, sợ quên. Ui nó rớt chồng ông. Vậy đi nha. Thời gian nghỉ giải lao nhanh như chớp mắt. Ăn xong hộp cơm rồi giờ mình đi làm tiếp đây. Ui cái vụ này. Bây giờ mình đã tan làm và có fan hâm mộ đi đón về nè mọi người. Fan. Fan này là chắc fan cây quạt á. Ông biết fan cây quạt không Vinh? Không phải là fan trong fan hâm mộ mà fan trong cây quạt có hiểu không? À hai đứa mình có ghé mua đồ ăn cho chiều nay. Ê Vinh khoe hóa đơn đi. À, khoe tới đồ ăn hả? Để xíu khoe đồ ăn sao. Thì buổi chiều nay hai đứa mình ăn là một sen 084 yên. Với cả hồi trưa này tiền ăn bao nhiêu chồng? Một không. Sao chồng nhớ hay vậy? Là cỡ như nhớ? Là 2 sen thì đó. Đúng kiểu là một ngày mỗi đứa ăn một sen. Một sen tiền ăn luôn á mọi người. Cái đó là hai đứa mình ăn uống gọi là bình thường, tiết kiệm. Nó cũng không phải là quá tiết kiệm nhưng mà nó cũng không phải là quá ngon. Đây. Ngon không? Ngon. Cơm chiên nhưng mà thanh đăng. Cơm chiên 7. Cái này thì về mình chỉ cần bỏ vô lò vi sóng. Ừ, atatame là sẽ ăn được. Với còn món nữa. Nó là gì? Món của ông á. Hết rồi hết. Đa kê. Không, mở ra cho mọi người coi đi. Thú thật đây. Vinh ăn ngọt siêu nhiều luôn á. Mình có nói cái này trên vlog rồi đúng không? Là Vinh ăn ngọt rất là nhiều. Bánh ngọt nè, rồi nước ngọt nè. Rồi giờ là tráng miệng cũng là đồ ngọt. Bánh lăng. Mình thì ít khi nào mà mình mua đồ ngọt về ăn lắm. Chỉ có Vinh thôi. Nói chung nhà mình mà có cái gì ngọt là của Vinh hết. Còn đồ ăn của vợ là mình chỉ có một hộp mì này thôi. Không có một. Còn hộp mì. Còn cái gì mọi người? Trong đây là có hành với lại là có thịt. Mà hộp mì này rẻ lắm mọi người, chỉ có 400 yên, 399 yên thôi. Với lại là natto ăn rất là tốt cho sức khỏe, nhất là những bạn nào mà ăn kiêng hay là muốn giảm cân á mọi người. Thì trong đây nó có vitamin B, đậu tương lên men nè. Đúng chuẩn bữa ăn của người Nhật luôn, là sẽ có súp miso với lại đậu tương lên men. Sự tinh tế của người Nhật khi làm đồ ăn. Người ta biết là sẽ có những người không ăn hành, cho nên là người ta để hành riêng trên một cái lớp ni lông như thế này. Nếu như mà ai ăn thì có thể vuốt xuống, còn ai không ăn thì cứ như vậy rồi lấy ra thôi, chứ người ta không có để hành chung với hộp mì. Đây, giờ mình sẽ trộn hành xuống tại vì mình ăn hành. Bình thường tập không có nhờ Vinh cầm máy quay cho thì mình rất là thoải mái, nhưng mà khi mà quay phim á mình cứ hay quan tâm là ê ông thấy lên hình nhìn có kỳ lắm không, nhìn cái đùi tôi, cái bụng tôi có to lắm không. Nhưng mà sao phải vậy đúng không mọi người, mình yêu cơ thể của mình là được. Hello mọi người. Trong bão từ sáng tới giờ nói là sao không có mưa gì hết trơn, thì bây giờ ở ngoài trời đang mưa lớn nha. Chỗ mình ở là Tokyo, nó không phải là tâm bão, nó chỉ bị ảnh hưởng của bão thôi. Mình sẽ làm một cái ASMR nhỏ nhỏ vào buổi tối. Mình cũng nhớ nghề lắm. Trời ơi, hồi xưa mình siêu mê, mà tới cả bây giờ mình cũng rất là mê xem ASMR. Nhưng mà để kêu mình làm video mà hẳn hoi chuyên nghiệp về ASMR thì mình không có tự tin đó, mình chưa có tự tin để làm. Thì ngày hôm nay chắc là một ngày mệt mỏi của mấy bạn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng chăm sóc da và thư giãn. Thank you.
retinol về niacinamide. Khi mà dùng retinol thì mình cũng tắt hết đèn đi, tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn. Thoa serum cho bạn nha. À, trông mình nghi lớn quá, đợi xíu. Giờ đang làm ASMR. Nè, bây giờ trông ngay cho mọi người nghe để mọi người thư giãn đi. Hai, ba. Ok, bây giờ mình sẽ cho một lượng serum ra tay nha. Cái chất serum này nó khá là đặc, cho nên khi thoa thì nó sẽ hơi ẩm nhiều một chút xíu. Hơi ẩm nhiều một chút xíu. Tập tập tập. Skrik, 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 skrik. Bây giờ mình sẽ mở kem Barusake này ra nha. Ôi ôi, ở trong đây nó có rượu á mọi người, cho nên khi mà mình hít một hơi như thế này thì sẽ cảm giác say. Nè, mình úp cái hũ kem lại thì nó cũng không có bị đổ kem ra luôn. Úp kem, úp kem, úp kem. Giống như là ngày hôm nay vậy đó. Thôi chắc là video phải kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến